tâm đơn thuần có thể tạo nhiều phép lạ. Ngày 22 tháng 8 năm 2008 tại Pháp Quốc. Kính thưa sư phụ, con có một câu hỏi. Con nghĩ có một lần trong thiền định, sư phụ đưa con lên. Con nghĩ là cảnh giới thứ tư. Vì nơi đó rất tối, rồi con nói chuyện với người trên đó. Và bỗng nhiên con nhìn lại rồi thấy tròn phân nửa hành tinh là ánh sáng, lực lượng. Con nhận ra ngay, ồ, đó là sư phụ của tôi. Tôi phải đến đó với sư phụ tôi. Rồi con bay trở lại. Nơi đó còn xa. Con thấy sư phụ thật đẹp. Sư phụ mặc vương phục. Và đó là Long Vương. Thật đẹp. Và có nhiều lực lượng từ sư phụ. Phía sau sư phụ là một số đồng tu. Con nghĩ đó là đồng tu, nhưng họ cũng có ánh sáng. Con thấy sư phụ. Và Ngài lên một núi cao, ngọn núi rất tối. Rồi sư phụ đóng núi lại. Khi nó mở ra, con thấy nhiều ánh sáng. Rồi nó mở ra và sư phụ đi vào. Con cũng có thể vào. Nhưng con tự nhủ, con không biết có thể vào không? Vì đây không phải là địa cầu, cho nên con ở lại. Khi con thấy sư phụ và các đồng tu đi vào núi, và đó là lực lượng ánh sáng, và rồi con thật sự muốn vào, nhưng phải xin phép sư phụ. Vậy lần sau nếu con gặp Ngài trên hành tinh nào, con có thể vào không? Bây giờ quá muộn rồi, cưng. Đáng ra anh nên vào ngay lúc đó. Đáng ra quý vị nên vào ngay lúc đó. Quý vị có gì mất mát đâu, đúng không? Quý vị đang sẵn sàng ở ngoài. Nếu đi vào và nếu có người đá quý vị ra thì dù sao quý vị vẫn ở bên ngoài. Quý vị không nên vật lộn quá nhiều với đầu óc, hiểu không? Lần sau cứ đi vào. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con có câu hỏi khác, con có thể giải thích không? Được, cảm ơn sư phụ. Cách đây không lâu, chỉ 2 tháng trước, con đến một hành tinh khác, rất đẹp, hành tinh vô cùng đẹp, đẹp hơn hành tinh trước, đẹp hơn hành tinh trước nhiều, ngày càng đẹp hơn, luôn luôn như vậy. Con đi lên, thấy mặt trăng và mặt trời. Con chạm vào chúng, rồi con đến hành tinh khác. Con thấy hành tinh đó vô cùng sáng, đẹp. Và rồi con đi vào thấy đầy kim cương, đầy vàng, mọi thứ vô cùng đẹp. Con kiểm lại như sư phụ đã dạy. Nếu đến cảnh giới thiên đàng hoặc cảnh giới Phật, khi bước vào thì không có bóng. Cho nên con bước vào và kiểm thì không có bóng. Và con nói đây là tinh cầu vĩ đại. Con thấy toàn là đá rất đẹp. Trước khi rời tinh cầu đó, con lấy một viên và cho vào túi. Con đi xuống một cảnh giới rất tối. Con nghĩ lấy viên đá đó và đặt vào cảnh giới tối tăm để xem còn ánh sáng không. Nên con lấy viên đá ra, nó thật đẹp, vẫn còn sáng. Vẫn sáng và đẹp. Con nghĩ, ồ, đó là cảnh giới rất cao. Rồi con nghĩ, cảm ơn sư phụ cho con lên đó và cho con cơ hội để xem nơi đó. Không có gì. Thật rất tiện. Thật ra, con có vô số thử nghiệm. Hãy thưởng thức. Lần sau đừng có lấy kim cương. Nhớ đừng lấy những gì không thuộc về mình. Dạ. Con để lại hành tinh tối, không mang xuống đây. Được rồi, tôi chỉ nói đùa. Cảm ơn sư phụ. Nếu quý vị đến đó thì mọi thứ thuộc về quý vị. Giả sử bây giờ quý vị liệt trần, đó là nơi quý vị sẽ đến. Vậy thật tuyệt, cảm ơn sư phụ. Nhưng nếu tiếp tục, quý vị thậm chí sẽ đến nơi đẹp hơn như vậy. Dĩ nhiên là vậy, cho nên không sao. Con thích vậy, sư phụ. Con cảm ơn sư phụ vô cùng. Cảnh giới trên là nhà quý vị. Trong những cảnh như đó là một trong các căn nhà quý vị. Cho nên mọi thứ đó sẽ thuộc về quý vị. Oh, tuyệt quá. Cảm ơn sư phụ vô cùng. Cũng tốt là quý vị mang một viên và để lại cảnh giới đèn tối đó để ngửi cảnh giới đó thèm thuồng. Sau đó họ có thể khao khát thiên đàng cao hơn. Con không có câu hỏi, chỉ có thể nghĩ như vậy tốt, vì mọi thứ sư phụ dạy con đều rất tốt. Con nghe lời sư phụ và nhận được mọi thứ. Ngài thương con nhiều quá. Con chỉ được xem như đứa bé con của sư phụ. Ngài thương con vô cùng. Quý vị bây giờ làm gì ở Canada? Con chăm sóc người tàn tật. Rất tốt, xin hãy thương yêu họ.
mang tình thương và niềm vui vào đời họ. Cảm ơn Sư Phụ. Ngài có lực lượng trong con. Vì vậy, con làm việc với người ta. Cho nên 100% người ta rất thương con. Nhưng con tự nhủ, đây không phải thương con, mà là Sư Phụ bên trong con. Như vậy tốt, dĩ nhiên. Khi quý vị đồng nhất thể với lực lượng minh sư, thì quý vị giống nhau. Người ta thương quý vị. Chúng ta như nhau, chúng ta là một. Bình thường, cho đến khi ngã chấp phân chia chúng ta. Con có thể nói thêm một điều, hoặc thêm hai điều không? Được, hãy tự nhiên. Cảm ơn Sư Phụ. Hãy tự nhiên. Ngày nọ, con xem băng tầng khám phá. Khoa học gia nói về một hành tinh xa xôi. Có nhiều người sống. Và rồi con nghĩ, tại sao quý vị không đến với Sư Phụ tôi? Nếu quý vị tạo tâm ấn với Sư Phụ tôi, thì sẽ hiểu được mọi điều. Tại sao quý vị không đến với Sư Phụ tôi? Rồi con tự hỏi như vậy. Cho nên mỗi ngày thức dậy, tọa thiền. Và trước khi tọa thiền, con cầu Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, xin cho con đến hành tinh đó xem. Rồi con thấy hành tinh đó vô cùng đẹp, người ta thật cao, không giống như nhục thể của chúng ta. Nhìn như màu trắng, rất đẹp, trắng trong. Còn đến đó, đứng bên ngoài và thấy hành tinh đó, nơi đó có vô số người cao và rất đẹp. Họ đưa mắt nhìn con và con thấy họ vô cùng thân thiện. Con thấy mọi phương tiện giao thông nơi đó. Chúng ta ở đây có xe hơi, nhưng họ có những thứ khác, nhưng chạy rất nhanh. Phải, nó chạy trong ánh sáng, chạy rất nhanh. Và rồi chạy mất. Nó có thể ngừng trên không, Sư Phụ, trên mặt đất. Con thấy người ta bước quanh, và họ có thể ở trên không trung. Họ ở trên không trung hoặc đi, và có thể ngồi trên không trung. Con thật vui mừng là Sư Phụ cho phép con đến thấy họ tận mắt. Tôi nói với quý vị rồi, nếu khoa học gia nghe lời Sư Phụ và đến thọ tâm ấn với Sư Phụ, thì Sư Phụ sẽ đưa họ đến đó và họ sẽ hiểu rõ hơn. Họ không cần chờ nhiều năm. Rồi họ gửi về nhưng không hiểu được. Dĩ nhiên là chưa. Nếu tất cả họ ăn chay và tu hành như cách quý vị làm, họ sẽ hiểu lập tức hoặc sớm hơn. Hy vọng Sư Phụ sẽ giúp họ. Tôi muốn giúp họ, nhưng họ phải tự giúp mình. Họ phải tin điều tôi nói. Khó khăn. Ít nhất họ trường chay, không có năng lực sát sanh. Thì sự thông minh của họ sẽ thậm chí càng phát triển hơn và không có gì ngăn trở. Trí thông minh của họ, nó sẽ trút xuống từ không gian bên ngoài, từ hành tinh khác, từ một thông tuệ cao hơn xuống họ và không bị ngăn trở. Rồi họ có thể nhận được thông điệp tức thì. Bởi vì người ta ăn thịt quá nhiều và đôi khi dùng ma túy uống rượu, họ tạo ra một thứ năng lực hủy diệt và ngăn trở. Cho nên năng lực khác từ không gian, từ các hành tinh khác khó đến được chúng ta. Nếu họ tịnh hóa theo cách quý vị, quý vị chuyển sang ăn chay, tọa tâm ấn với tôi, và rồi tự mình vui hưởng. Dạ đúng vậy, tôi không còn làm gì nhiều cho quý vị nữa. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều vì quý vị có sự vĩ đại bên trong. Tâm ấn là để đánh thức sự vĩ đại bên trong của chính mình và trí huệ vốn có cũng như trí thông minh. Không phải để tôi làm sư phụ của quý vị hay là gì cả mà để giúp quý vị. Nhưng trên thế gian, quý vị gọi tôi là thầy, sư phụ, gọi bất cứ gì quý vị thích. Tôi chỉ giúp đánh thức địa vị minh sư bên trong của quý vị. Trí huệ minh sư bên trong của quý vị và lực lượng minh sư của quý vị. Rồi quý vị có thể đi viếng toàn vũ trụ, mọi góc cạnh mình muốn. Trong Phật Kinh, một quyền liên đến các tinh cầu khác nhau. Cũng đi gặp nhiều người khác nhau. Ông ta cũng nói tương tự như quý vị. Một lần, ông đến một tinh cầu và thấy những người vô cùng to lớn và chén của họ vô cùng lớn. Nên ông đáp xuống miệng chén ăn cơm của họ và trông giống như con ruồi đậu lên đó.
Cho nên khi trở lại, ông cũng nói như quý vị vừa kể. Ông nói người đó vô cùng lớn và cao, rất cao, một số to hơn và cao hơn nơi quý vị đến. Do đó, người ta sẽ nghĩ rằng chỉ trong thời của Phật, đệ tử của Ngài mới có thể đi viếng những hành tinh khác. Chúng ta vẫn làm được, cũng cùng phương pháp, cùng con đường. Nếu quý vị biết cùng đường, quý vị có thể đi cùng nói, giống như mọi người biết địa chỉ ở đây. Và người đã đến đây rồi, đi ra và gặp quý vị tại ga xe lửa hay phi trường, và đưa quý vị đến đây. Không mất thời gian gì cả, không lỗi lầm, không vấn đề. Và đôi khi có thể có ít xe cộ và chậm hơn người khác, nhưng họ biết mình đang đi đâu, tương tự như vậy. Thời Phật, thời của Đức Chúa Giêsu, thời nay luôn luôn giống nhau. Nếu quý vị tu cùng pháp môn, đi cùng con đường, có cùng lực lượng sư phụ bên trong được đánh thức, quý vị đi bất cứ nơi nào, quý vị phải thuần khiết và bất loạn trong sự tu hành, thì quý vị viếng được nơi mình muốn. Thậm chí không cần để bay. Nhưng điều tôi nói là, cho dù những người không tu hành, theo cách quý vị, không để tôi giúp họ khai mở lực lượng phi thường của chính họ, bên trong bản thân họ. Ngay cả như vậy, nếu họ ăn trường chay, tu hành từ bi và nhân ái với mọi chúng sinh và thú vật, và ngừng mọi việc sát sinh, mặt mà họ cũng sẽ đạt được đẳng cấp nào đó, để có thể thông minh hơn. Họ có thể sáng chế đĩa bay như vậy, hoặc hơn như vậy nữa, mà chúng ta có thể viếng các hành tinh cách xa địa cầu hàng triệu năm. Việc tu hành rất lý thú. Đáng tiếc là người ta cứ từ chính họ, từ chối bỏ lực lượng vĩ đại và khả năng vô tận của họ. Bầu trời không giới hạn. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn trong nháy mắt, theo cách anh ta đã đi. Anh không phải là người duy nhất, dĩ nhiên. Nhưng anh ta quá phấn khởi nên kể ra. Nếu quý vị đến gần nhà tôi rồi, và tôi ở trong đó thì quý vị cứ vào nhé. Cảm ơn sư phụ, dù sao cũng được. Quý vị không sót gì cả, có lẽ chỉ là một cuộc hội thảo khác trên đó mà minh sư đang thực hiện. Đáng tiếc chúng ta sáng chế quá nhiều thứ lên hỏa tinh, mặt trăng và vân vân, và chỉ lấy chút cát bụi mang về nhà. Nhưng có vô số hành tinh tiếp tục đi. Sư phụ đã giúp con. Trước khi con gặp sư phụ, khi cầu tâm ấn vào năm 90, rồi 2002, con thấy tấm ảnh và nói, ồ, đây là sư phụ của con. Sư phụ đã giúp con từ năm 1976. Ngài luôn giúp con. Lúc đó tôi còn chưa xuất thế. Tới nơi nào đó, lúc đó khi con leo lên cây bị té xuống, thân thể chết nhưng linh hồn, sư phụ dẫn con đi thăm nhiều hành tinh. Thật đẹp. Cho nên cha mẹ con đưa thân thể con đến bệnh viện. Con nằm đó và bác sĩ nói với gia đình con, quý vị đừng lo, anh ta vẫn còn sống. Nhưng tôi không hiểu tại sao chưa tỉnh dậy. Nhưng lúc đó sư phụ đưa con lên đó, và con thấy được vô số hành tinh đẹp đẽ trên đó. Khi con trở về không hốt hoảng gì cả, con chỉ hỏi mẹ con, ồ, con đã đi đâu vậy thưa mẹ? Bà nói, con ở bệnh viện 3 ngày, bị hôn mê. Con nói, ồ, con đã đi với một thiếu phụ rất đẹp và đầy lực lượng, toàn ánh sáng. Nhưng ở lại Việt Nam, họ nói, cô của con chết sớm. Và họ nói có thể cô đã giúp. Con không có câu đáp cho đến năm 2002. Thấy tấm ảnh của sư phụ, con nói, ồ, đây là vị minh sư đã mang con lên trên lúc đó. Sư phụ giúp con rất nhiều. Sư phụ nhiều lần đưa con lên thiên đàng, lên vô số hành tinh, vô số cảnh giới. Và con vô cùng cảm ơn sư phụ rất rất nhiều. Không sao, quý vị đã là đệ tử của tôi trong tiền kiếp. Điều này bình thường, quý vị chỉ quên thôi. Cảm ơn sư phụ. Dạ, một lần khác, con đi làm sớm hơn 30 phút nên đậu xe lại. Con nghe theo mọi điều, con vô cùng biết ơn. Sư phụ thương con rất nhiều, từng điều một giúp con thật chính xác. Sư phụ giúp con trong mọi điều, mọi cách lúc đó. Con có máy DVD trong
xe. Cho nên con nói từ đây với sư phụ. Con nói cảm ơn sư phụ rất nhiều, rất nhiều. Ngài đã giúp con. Sư phụ, Ngài vô cùng xinh đẹp. Ngài giúp con rất nhiều trong đời con. Con thấy sư phụ, Ngài ở trên màn hình khoảng một phút. Rồi con và sư phụ trò chuyện. Lúc đó con cảm thấy như đứa bé. Con thấy rất cảm kích. Và rồi sau một phút, sư phụ đi lên và đi mất. Khi đó con nói thưa mẹ, con rất thương mẹ. Xin mẹ trở lại một lần nữa. Con cầu xin như vậy và đúng vậy. Sư phụ trở lại lần nữa. Lâu hơn một phút, khoảng 2 phút. Ở lại lâu hơn, con nhìn sư phụ. Ngài đẹp vô cùng. Quanh Ngài là ánh sáng. Ánh sáng thật đẹp. Vô cùng tốt. Dù thế nào, ở đây con vô cùng vui vẻ và nhìn thấy sư phụ thật vui, thật đẹp. Đêm qua, khi sư phụ xuất hiện, con ngồi rất gần sư phụ giống như đây và con nói, ồ, con thật may mắn, sư phụ luôn thương con rất nhiều. Rồi sư phụ ngồi xuống và con nhắm mắt lại. Con nhận rất nhiều ánh sáng. Ánh sáng đến mắt trí huệ của con, giống như ở Hồng Kông lúc trước. Khi sư phụ đến trại, con sống trong trại lúc trước, sư phụ đến và sờ trán con thấy thiên đàng tức khắc. Con thấy nhiều hành tinh mở ra rất sáng. Đêm qua cũng vậy. Con nhắm mắt lại và nhận được ánh sáng rất mạnh đi vào. Rồi con nghe âm thanh nữa. Con biết sư phụ muốn gia trị tất cả sư huynh và sư tỷ ở đây. Con hiểu được bởi vì Ngài bảo mọi người rằng chúng ta nên tắt đèn. Sau đó mới có thể thấy ánh sáng rõ. Sau khi họ tắt đèn, con nhận được ngay. Con thật sung sướng. Quý vị thấy rõ hơn trong bóng tối. Vì khi quý vị có chút ánh sáng sẽ cảm thấy bị phân tâm. Nhưng khi hoàn toàn tối, không gì khác để nhìn, sẽ chú tâm vào bên trong thì sẽ tốt hơn. Con xin phép hỏi câu cuối khi con thăm sư phụ tại trại Hồng Kông. Con vừa đi ra khỏi trại. Con là người tị nạn tại trại Hồng Kông. Cho nên vào năm 90, trước khi gặp sư phụ, con là Phật tử. Mỗi thứ bảy có một buổi lễ trong trại. Có một sư cô giúp chúng con đọc sách, làm lễ và các thứ. Tụng niệm như lễ Phật mỗi thứ bảy trong trại. Cho nên lúc đó, vài vị xuất gia nam và sư cô từ Hồng Kông vào đó. Một ngày nọ, vị tu sĩ bảo rằng sư cô Thanh Hể sẽ đến viếng chúng ta, cho nên toàn trại, mọi người chờ đợi, chờ ngày đó đến. Lần đầu tiên, tại nơi cửa, sư phụ vào đến, con thấy sư phụ thật đẹp, toàn ánh sáng, sư phụ đi thật nhanh. Điều con thấy, dường như đôi chân Ngài không chạm mặt đất. Ánh sáng dưới chân Ngài và toàn thân tỏa là ánh sáng. Nhưng con không tin. Con nghĩ, có lẽ không phải, có lẽ mắt mình thấy điều gì không đúng. Mắt có vấn đề, ánh sáng mặt trời rọi, ánh sáng mùa hè. Rồi con lao mắt và lao mọi thứ và nhìn trở lại vẫn giống như vậy. Con nói, là thật, đó là thật. Con nghĩ đó là minh sư. Chắc chắn Ngài là Phật. Sư phụ nắm tay con và lực lượng từ thân Ngài truyền vào thân con cảm thấy rất thoải mái. Lúc đó, nếu nói về địa cầu, vào mùa hè mọi thứ đều nóng, tất cả những gì vật chất phải nóng ngoài trừ sư phụ. Con không biết tại sao sư phụ mát như vậy, cho nên con nói có lẽ là lực lượng của thượng đế. Sư phụ bước đi, ngồi và nói một lúc sau sư phụ trở vào, rồi sư phụ rờ vào trán con. Con cảm thấy giống y như vậy, con cảm thấy lực lượng từ sư phụ trút vào toàn thân con thật vô cùng thoải mái. Rồi con nói, đây chắc chắn là một vị sư cô khác hẳn, không giống như những vị xuất gia khác từ Hồng Kông đã đến thăm chúng ta. Lúc đó, ta mặc tăng phục sư cô Phật giáo. Ý con ta là tôi là một sư cô khác hơn những sư cô khác đã đến lúc trước. Dạ. Cho nên 28 người dự lễ mỗi thứ bảy. Chúng con ngồi với nhau, mọi người đều nhận được điều gì đó từ sư phụ. Chúng con nghỉ nhiều tháng. Thật ra một năm, chúng con không nhận được gì. Chúng con đọc trong sách Kinh Phật rằng
có vô số điều xảy ra bên trong, nhưng không nhận được gì cả. Quý vị nói bên trong, sự cầu thông bên trong. Chỉ khi con gặp sư phụ, con nhận được tức thì. Cho nên chúng con nói về điều đó. Và cả 28 người nói chúng ta nên ăn chay. Đúng, phải trường chay. Ăn chay liền. Nhưng thưa sư phụ, ở trong trại không có đủ thức ăn. Chúng con cố gắng ăn chay. Có một thùng lớn. Họ để thịt vào một ngày. Rồi ngày mai, họ để cơm vào cho nên không được sạch. Nên chúng con phải đến đó sớm để nói với người nào đó cho chúng con cơm ở trong. Rồi chúng con ăn cơm với nước tương. Chỉ vậy thôi. Cho nên các sư huynh sư tỷ ở Hồng Kông vào. Họ là đệ tử của sư phụ. Họ nói sư phụ không cho quý vị thọ tâm ấn ở đây vì không đủ trường chay. Nhưng chúng con nói chúng tôi ăn chay tới khi sư phụ truyền tâm ấn. 6 tháng sau, sư phụ cho tin họ vào và nói được sư phụ sẽ tâm ấn cho 28 người. Chúng con rất vui mừng vào ngày thọ tâm ấn. Trại trưởng, thiếu tá và đại quý nói, ở trong đó ồn ào quá, không truyền tâm ấn được. Họ cho quý vị đi ra ngoài. Thì họ cho chúng con đi ra ngoài trại để mà truyền tâm ấn. Họ cho những người đó ra ngoài để thọ tâm ấn. Vì bên trong quá ồn ào. Hay quá, người tốt. Chúng con rất cảm kích vào lúc đó. Rất cảm kích. Một ngày tốt, thật đẹp. Vì tất cả những người chịu trách nhiệm trong trại đã quyết định cho họ đi ra ngoài. Tất cả 28 người, 28 người trường chay này chờ đợi 6 tháng, cho phép họ ra, tin tưởng họ và cho họ đi ra chỗ nào đó để họ có thể được thọ tâm ấn nơi yên tĩnh. Dạ, vào lúc đó con thọ tâm ấn và khi làm ấn quan, con thấy sư phụ đẹp tuyệt vời, thưa sư phụ. Con nói, ồ, rất tốt. Như vậy, sư phụ đã trong mắt trí hệ của con rồi. Con thật cảm kích. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Không có chi. Có một lần con rời trại tập trung sang trại khác để đến với luật tăng chờ đợi đó, thí dụ như để đi Canada, Hoa Kỳ và một số quốc gia đến đó để phỏng vấn mình nữa. Ngày đầu tiên con ở đó, có một người đàn ông làm việc đó nói, anh thật may mắn, gia đình anh may mắn. Chính phủ Canada gửi vài người để phỏng vấn anh ở đây. Nếu anh thông qua ở đây, anh có thể tức khắc đi Canada. Chưa bao giờ xảy ra như vậy trước đó. Sao gia đình của con có thêm 4 gia đình được như vậy nữa? Con nói, ôi Thượng Đế, xin cảm ơn sư phụ. Ngài luôn giúp con từ việc nhỏ đến việc lớn. Khi con được phỏng vấn, Ngài giúp đỡ con. Khi đi ra ngoài, Ngài cũng giúp con. Phụ nữ đó thật vui mừng. Cô nói, tôi làm việc cho chính phủ Canada. Rất hoan nghênh gia đình anh đến Canada. Tốt quá. Sư phụ đã giúp con. Quý vị là người tốt. Cho nên như vậy, quý vị tọa thiền cố gắng trường chay trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Quý vị xứng đáng được vậy. Xin cảm ơn sư phụ. Rồi con đợi trong trại và mọi người chờ đợi trong trại để đi ra Hồng Kông tham quan. Giống như là con chim trong lòng quá lâu. Rồi có người mở lòng và đàn chim bay đi du lịch mọi nơi. Ôi, thanh thản quá, thanh thản quá. Nhưng con chỉ đến trung tâm Hồng Kông để làm việc với mọi người đó. Lúc đó, sư phụ tọa thiền ở đó trên tầng 3. Hồng Kông có tầng 1. Tầng 2 và tầng 3, sư phụ ở tầng cao nhất. Quý vị hiểu không? Trung tâm Hồng Kông có nhiều tầng. Như tầng thứ nhất, tầng thứ hai và thứ ba. Tôi ở tầng thứ ba. Nơi đó ở vùng núi là trung tâm rất đặc biệt. Tôi mua nơi đó cho đệ tử Hồng Kông. Vì vậy, tôi lấy một góc của tầng trên và tầng 2, tầng 1, họ thiền mỗi cuối tuần. Bây giờ tôi không ở đó, dĩ nhiên họ đi khắp nơi. Chúng tôi có rất nhiều quýt và nhiều chuối, giống như đất trồng trọt. Nhưng quý vị không thấy nó trên núi và quý vị không thấy chút Hồng Kông nào kia đó.
ngoài trừ trèo rất cao trên cây hoặc trên đỉnh. Nhưng nếu quý vị đi ra ngoài, trong 10 phút, cả thành phố lớn ngay trước quý vị, tòa cao ốc kiểu Hồng Kông, và rồi quý vị sẽ rẽ sang góc đường thì không còn. Quý vị trên núi với cây và trái, chim, dế, thưa phải, và lúc ấy thật đẹp, nó thật đẹp. Và sư huynh giải thích với con rằng núi này, trước khi sư phụ đến, rất nghèo, không có gió, và không có một cánh hoa, không có nhiều chim hót, và rồi bây giờ thật đẹp. Vì vậy, mỗi buổi sáng, con có lần đó làm việc với các sư huynh sư tỷ. Vào lúc 4 giờ rưỡi, chúng con cầm tu, và 7 giờ con trở về trại. Mỗi ngày đều như vậy. Họ cho phép quý vị. Dạ, họ cho phép con ra. Vì vậy, ngày cuối con nói, được, hôm nay là ngày cuối anh đi ra ngoài. Anh nên ở trong trại để chuẩn bị mọi thứ để ngày hôm sau bay sang Canada. Con nói vâng. Nhưng 4 giờ 30 chúng con đi đến đó thiền. Thế là con nhắm mắt lại. Nhưng con tự nghĩ. Và con nói, ôi sư phụ, thế giới này nhỏ, nhưng có rất nhiều quốc gia. Con không biết khi nào có thể gặp lại Ngài. Xin Ngài có thể cho con gặp Ngài hôm nay. Nhưng lúc đó Ngài không liên lạc bất cứ ai. Tôi đang bế quan. Con cứ cầu nguyện như thế nửa tiếng đồng hồ. Rồi các vị xuất gia từ trên đó đi xuống và nói, quý vị lên tầng thứ 3 gặp sư phụ. Ôi, con khóc. Con khóc và nói, ôi sư phụ, nghe thương con nhiều quá. Con chỉ cầu nguyện. Và rồi Ngài cho phép con gặp Ngài. Khi con đến đó, con thấy mặt trăng thật đẹp. Và cây cối có hoa, có tiếng chim hót. Và lúc đó Ngài đang nướng thức ăn cho tất cả sư huynh và sư tỷ ở đó để ăn. Ngài nói chuyện. Nhưng con cảm thấy như đối với con cảm giác ngày mai con không thể đến ở nhỏ. Vì vậy, Ngài cho con món quà lớn là gặp Ngài. Ngài cho con thức ăn và nói thật dễ thương với con. Con cảm thấy mọi thứ cho con. Một chuyện khác xảy ra, con có bệnh ngứa ở trên cổ. Tâm sứ con, bác sĩ nói, bệnh này không chữa được, không chữa trị được. Nhưng khi con lên trên đó mùa hè trời rất nóng, và khi trời nóng nó sẽ càng ngứa nhiều. Vì vậy con nói, ôi sư phụ, Ngài có thể làm bất cứ gì, có lẽ sư phụ chữa cho con bệnh này. Trên đường đi lên là rừng. Con cứ cầu nguyện khoảng 10 phút. Trước đó, bỗng nhiên con thấy một ống thuốc. Mới nguyên, con chạy lên chụp lấy và nói, cảm ơn sư phụ, thuốc này sẽ điều trị cho con chắc chắn 100%. Con đưa vào túi. Tòa thuốc chỉ 5 ngày là hết cho đến giờ. Không bao giờ ngứa lại nữa. Đó là loại thuốc gì vậy? Đó là loại thuốc gì vậy? Mọi người muốn biết. Con không biết. Con không có đọc. Con nghĩ đó là sư phụ cho con. Chỉ cho mình có gì. Có thể từ thiên đàng rơi xuống. Con không biết, nhưng con có được. Con nói với người ta. Họ nói, không, anh điên mà. Trong rừng làm thế nào mà có một ống thuốc ở đó trước mặt quý vị? Dạ, nhưng họ không hiểu. Vì sư phụ có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ việc gì. Đó là niềm tin của quý vị mà hóa hiện ra thuốc. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con kính yêu Ngài rất nhiều. Ngài thật xinh đẹp, sư phụ của con. Tôi cũng thương quý vị. Tâm trong sạch có thể làm mọi thứ. Anh ta đã theo tôi lúc trước. Vì vậy dễ ha. Tâm trong sạch có thể tạo nhiều phép lạ. Thưa sư phụ, chúng con xin nói về địa cầu trở lại. Trong những ngày gần đây, chúng ta có thể nhận thông tin về động đất hoặc thiên tai khác từ giới truyền thông. Không có nghĩa là chúng sẽ xảy ra, nhưng chúng con không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Chúng ta có nên dùng ý lực khẳng định để ngăn chặn những điều này xảy ra, hoặc có thể giảm tối đa sự thiệt hại của nó. Nhưng nghĩ lại, chúng ta thật ra có nên can thiệp vào việc tẩy rửa của thiên nhiên không? Vì vậy, kính xin sư phụ cho lời khuyên. Chúng con nên làm gì trong trường hợp này?
take our position in such situation? Nó có xảy ra với quý vị ở không? Does it happen where you live? Một dự đoán chúng con vừa nhận được là rất gần thành phố New York. Ở đâu? New York City. Hình như 24 dặm hướng bắc. It's like thành phố New York. North to the New York City. Ở một nơi gọi là Indian Junction. Tôi lấy làm buồn quý vị phải nghe những chuyện như vậy. Nhưng ngày nay thảm họa xảy ra thường hơn bao giờ hết. Nếu không phải động đất thì mưa to, bão táp, hạn hán, typhoon, drought. Miền Tây Hoa Kỳ lo lắng về nước. Tai họa này thậm chí còn trường kỳ hơn là động đất. Nó không kéo dài. Dù sao nhân quả xấu phải trả. The bad karma has to be paid. Nếu con người chuyển sang lối sống cao thượng, chỉ cần ăn chay để cứu địa cầu, cứu thú vật, như vậy cũng đủ cứu họ rồi. Nhưng họ phải nghe theo. Ví dụ gì có cầu nguyện cho động đất không xảy ra, chuyện gì khác sẽ xảy ra cho những người đó. Họ phải trải qua sự việc như vậy. Trừ khi họ hồi tâm chuyển ý và nương vào ái lực vĩ đại của chính họ, bản tánh từ bi, đó là nơi nương náu duy nhất của họ. Nếu quý vị cầu chuyện này đừng xảy ra, chuyện khác sẽ xảy ra. Đôi khi càng trì hoãn thì lời càng nhiều. Nghiệp quả cần phải xử lý. Tôi rất buồn. Nếu mà chúng ta có thể cầu cho mọi việc ngừng lại, thì ta đã nói với quý vị rồi, chúng ta cũng có thể cầu, nó có thể được giảm thiểu, nhưng có lẽ giảm thiểu về mặt nào đó, nhưng nhân loại sẽ trải nghiệm nó, phải trải qua việc đó bằng cách nào khác, hoặc nơi nào khác về sau. Thậm chí có lẽ còn mãnh liệt hơn, họ phải chịu đựng hậu quả mãnh liệt hơn. Chúng ta biết điều này không tốt. Thấy tất cả sự tàn nhẫn và sự tẩy rửa đang xảy ra trên địa cầu. Một mặt chúng ta cảm thấy rất tiếc cho nhân loại, mặt khác chúng ta không giúp họ được bao nhiêu. Ngoại trừ nói với họ rằng quý vị có thể tự giúp bản thân bằng cách quay về lực lượng khẳng định của mình, bằng cách làm người từ ái, quý vị sẽ được đối xử tử tế, bằng cách cứu sinh mạng. Mạng sống sẽ được bảo vệ, đối đãi người với tình thương, quý vị sẽ được đối xử trở lại giống như vậy và nhiều hơn gấp bội. Chúng ta có thể cầu nguyện cho thế giới hòa bình, có thể cầu nguyện cho toàn địa cầu, nhưng nhân loại sẽ thay đổi. Bởi vì giả sử chúng ta cứu họ bây giờ, động đất này không xảy ra và mạng sống của họ sẽ được tha, nhưng cuộc đời họ cũng sẽ y như cũ. Họ sẽ tiếp tục sống theo lối cũ. Họ sẽ ăn thịt, uống rượu, hoặc sát sanh, hoặc sát hại thú vật, gây chiến với nhau, uống rượu và gây tổn hại cho chính họ. Rồi sau khi qua đời, họ sẽ trở lại ở một hành tinh khác hoặc trở lại đây, chịu số mệnh đau khổ y như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Càng trì hoãn, càng phải trả nhiều hơn. Cảm ơn Sư Phụ. Không có chi. Có khu vực quan trọng nào của thế giới mà nếu đổi sang truyền chay sẽ có tác dụng nhanh hơn để những người còn lại nhanh chóng thích ứng? Nếu như vậy, có cần nỗ lực tập trung nhiều vào những khu vực này không? Không. Ở khắp nơi, phải có tỷ số tương đương, như vậy sẽ tốt nhất. Nhưng bằng không, thì điều này cũng sẽ giúp ích nữa. Nếu có vùng khác nào cũng giúp các vùng khác kia, họ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta có số khối lượng cần thiết, thế giới sẽ thay đổi do hiệu quả người này ảnh hưởng người kia. Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng ta không thể chỉ tập trung vào một khu vực, đó là một việc. Bởi vì đôi khi, vùng quý vị muốn tập trung đó, người ta không chuyển sang trường chay, hãy hoạt động nơi quý vị ở. Mọi người hoạt động nơi nào mình ở như vậy là tốt nhất. Cố gắng truyền bá thông tin quanh vùng mình. Nếu mọi người làm như thế, thì chúng ta có khắp nơi, không cần tập trung vào một chỗ nào cả. Nếu thế giới có tiềm năng bị hủy diệt như con cái của đồng tu, tôi không có nói thế giới sẽ tặng, tôi nói chúng ta có hy vọng. Quý vị hỏi về chuyện chưa xảy ra. Quý vị rất phủ định, như vậy không tốt.
họ có mục đích của họ. Chúng ta không thể tập trung vào tận thế, chúng ta chỉ có thể tập trung vào nỗ lực mình đang làm và giải pháp. Kính chào sư phụ, con chỉ muốn nói cảm ơn Ngài rất nhiều đã làm sư phụ của con. Và con thành kính tri ân Ngài. Không có gì. Con cảm thấy Ngài càng gần gũi với Ngài hơn. Ồ, tuyệt quá. Con chỉ muốn biết từ đâu và tại sao những người trên các hành tinh như hỏa tinh và địa cầu chúng ta bắt đầu tiêu thụ động vật. Ban đầu khi loài người đến đây, họ không ăn. Bởi vì họ đến thẳng từ thế giới quan âm. Có nghĩa là thế giới của ánh sáng và âm thanh. Họ bay quanh tự do và họ không ăn. Rồi sau đó, họ chỉ tham quan quanh địa cầu và vui chơi khắp nơi. Rồi họ đi xuống nước và họ vui đùa trong nước. Và có nhiều bọt biển trong nước xuất hiện. Và khi ấy, họ nếm thử nó, thấy mùi vị ngon, thật ngon ngọt. Thế là họ tiếp tục nếm thêm và mọi người nếm thử. Và vì vậy, họ bắt đầu thấy thích, cứ nếm tiếp. Sau đó không còn bọt biển nữa. Có những thứ bò trên mặt đất, trái cây và mọi thứ. Họ bắt đầu ăn thứ đó và thực vật. Rồi về sau, không còn thứ đó nữa. Và họ thấy có thứ vật đã chết. Và họ bắt đầu biết thay đổi rồi. Vì họ đã ăn. Nên dạ dày đã quen có được gì đó. Rồi khi không có gì đó thì họ đi tìm thứ khác để ăn. Vì không có thực vật trồng chung quanh tại một số vùng. Vì thế họ cứ ăn thịt chết. Hoặc thịt bị cháy. Trong rừng hay gì đó. Đôi khi rừng nhỏ bị cháy. Và thú vật bị chết ở đó hoặc chết tự nhiên. Và họ cứ ăn rồi sau đó trở thành thói quen với thứ đó. Càng ngày càng nhiều họ ăn thêm thịt như vậy. Đó là tại sao trở thành như vậy ngày nay. Càng ăn thịt, càng ăn nhiều thứ. Thân thể của họ càng trở thành nặng nề hơn và họ không còn bay được nữa. Càng ăn nhiều thịt, tuổi thọ của họ càng ngắn lại và nhiều bệnh tật xảy ra. Và đó là tại sao chúng ta đi đến tình trạng như bây giờ. Không mấy lành mạnh, đẹp đẽ và không nhẹ nhàng, không bay được nữa. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là quay trở lại ăn chay trước, tịnh hóa thân thể. Trong Thánh Kinh có nói, Thượng Đế tạo mọi thảo mộc và trái cây cho chúng ta ăn, cho nên thực vật mình được phép ăn bây giờ. Rồi khi mọi người được thăng hoa hơn, có lẽ chúng ta bay quanh và không cần thực phẩm nữa, ai biết được. Xin cảm ơn sư phụ. Chào cụ, cậu trẻ. Hôm nay con được 10 tuổi, chúc mừng sinh nhật. Quý vị nhìn giống như 10 tuổi đối với tôi. Trong 4 năm qua như thể là ngày Chúa Giêsu và Thượng Đế, một minh sư khác xuất hiện để chỉ dẫn con. Người nào vậy? Là Sawinsin. Vậy bây giờ quý vị có 3 vị, dạ phải, 3 vị. 3 vị minh sư được tự do lựa chọn. Dạ thưa câu hỏi là như vậy là tốt hay xấu ạ? Vui với sự nhiệm của họ. Dạ con đang tận hưởng. Chỉ là mong vẽ cho quý vị bằng không, quý vị buồn chán với một khuôn mặt. Đó là tại sao chúng ta phải có 3 vị. Chỉ là một thôi, hiểu không? Dạ. Thưa vị sau cùng vừa đến khi con đến đây, trong chuyến đi, vì lý do nào đó, con luôn đến với sư phụ, hoặc tâm con đến với Ngài, để mong cầu sự dẫn dắt trong mọi việc. Nhưng trên đường đến đây, Minh Sư Savan Singh là người đã chỉ dẫn con. Sư phụ và Chúa Giêsu vô cùng bận rộn. Bởi thế ngày đó, chuyện xảy ra thế nào? Mọi việc thuận lợi. Điều này và vô số thể nghiệm. Hãy viết một quyển sách. Con nên làm vậy. Đó là tại sao chúng ta có kinh điển về thể nghiệm của Thánh Gioan, thể nghiệm của Môi-se và thể nghiệm từ các đệ tử của Phật. Tại vì họ viết ra. Con đã ghi chép. Có lẽ chúng ta viết vài quyển và lưu lại sau này. Có lẽ họ tưởng tượng quý vị trong thánh thiện, râu tóc trắng, với vàng hào quang quanh đầu. Quý vị có chứ, có điều không ai thấy. Không phải ai cũng thấy. Đó là cách những chuyện thần thoại hình thành, thấy không? Đó là sách tất cả chuyện huyền bí, từ thời Đức Phật và thời Chúa Giêsu, sự việc là như vậy, giống như vậy.
Thí nghiệm này có liên quan đến những gì sư phụ dạy bảo con, và con luôn nói với con từ lúc bắt đầu. Và đó chính là lý do con có được lòng kiên quyết để đến và theo Ngài. Đó là khi con thọ tâm ấn, năm đời gia đình con sẽ được chăm sóc. Vào lúc đó, hầu như mọi người trong gia đình con, người thân với con, họ đều ở tình cảnh rối loạn. Có rất nhiều vấn đề con không biết phải làm sao. Ý con là con cố gắng giúp đỡ vào mọi lúc, nhưng không bao giờ đủ. Vì thế, khi con nghe năm đời, con nói, cha, có lẽ con nên theo. Vì lẽ đó, con chuyển sang cha 100% lập tức. Con trì ngũ giới. Quý vị làm đi hả? Dạ phải. Được, tốt. Được, còn gì khác không cưng? Con xin lỗi, không sao, cứ khóc. Khóc được thì tốt. Khóc được thì tốt. Tốt cho quý vị và tờ giấy đây này chụp lấy. It's okay to cry because, you know, we are so bởi vì chúng ta dễ xúc động khi nói đến lợi ích cho người khác, và chúng ta có thể thấy được ngay lập tức. Đừng lo, Ngài thậm chí giúp cha con. Được rồi, cưng. Cha con mất lúc con 12 tuổi, ngay cả ổng cũng được giúp. Quý vị thấy? Dạ, con thấy ổng. Tốt. Dạ, nhiều lần. Đừng lo lắng, cưng, không sao. Tất cả chúng ta đều hiểu, phải không? Dạ. Họ đều làm giống vậy. Có điều họ khóc trong phòng tắm, không khóc ngay tại đây. Cảm ơn sự kiên nhẫn của sư phụ. Không sao, cưng. Chúng ta đều hiểu. Cha quý vị qua đời lúc quý vị 12 tuổi, và ông được giúp đỡ. Ông đã luôn ở bên con. À, nhưng con không thể nào giúp ông hay làm gì được. Cho nên sau một thời gian, có lẽ 7 tháng sau khi con thọ tâm ấn, con thấy ông đi xa con. Không phải vì ông không muốn, chỉ là đã đến lúc cho ông đi tiếp, vì con đã giữ ông lại. Tôi hiểu. Ông nói, cảm ơn con, tại sao con giữ cha lại? Con nói, con tưởng con đang làm điều tốt, nhưng rõ ràng là không phải. Phải. Cho nên sau đó, ông đến nhiều lần khác chỉ để nói chào. Chỉ vậy thôi, không gì khác. Như vậy tốt hơn, rằng ông tự do. Mẹ con đã qua đời năm ngoái, thọ 92 tuổi, xin chia buồn. Bà bắt đầu cảm thấy không khỏe trước năm 2000. Lúc con ở hải ngoại, bà bắt đầu cảm thấy không khỏe cho nên họ đưa bà vào bệnh viện. Con không có đó. Họ gọi con, nói bà có thể qua đời, vì vậy anh nên trở về. Vì thế con đã trở về. Khi con trở về, con rất bình tĩnh. À, con đến đó và nhìn bà và nói, mẹ đang làm gì trong đó? Con nói với mẹ, họ đưa con đến đây. Con nói được, hãy hồi phục lại vì chúng ta phải về nhà. Bác sĩ nói không còn hy vọng. Họ muốn để bà vào hệ thống dưỡng sự sống. Ôi chú ơi, con nói với bác sĩ, xin ông đến đây. Con nói ông là bác sĩ và ông biết liều thuốc. Ông biết nhiều thuốc. Nhưng mẹ tôi rất khỏe, bà sẽ vượt qua. Và nếu không được, đó nghĩa là bà không muốn lưu lại đây. Phải. Cho nên ông có thể nào để mặc bà, ông cứ làm cho bà thoải mái được không? Ông nói vậy thì anh chịu trách nhiệm. Con nói phải. Cho nên tôi mới nói với ông. Ông nói được. Cho nên họ lấy tất cả thuốc men ra, mọi thứ. Trong vòng 2 ngày, bà hồi phục tất cả sắc mặt, và con ở đó suốt thời gian. Và bắt đầu bà hỏi con, khi nào chúng ta về nhà? Con nói, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ về nhà trong 2 ngày. Trong 2 ngày về nhà, bà không chết. Dù thế nào chỉ là vậy. Việc đó tiếp tục một thời gian vào năm 2004, mọi việc tốt đẹp. Nên con đi nghỉ phép lần nữa. Họ gọi con, 2 tuần sau, bà trong bệnh viện. Con nói, ông có chắc chắn tôi phải trở về không? Họ nói phải, lần này chắc chắn. Cho nên con trở về. Một lần nữa, trong bệnh viện, con nói mẹ làm gì đây? Mẹ nói với con rằng mẹ muốn ở đây. Nếu mẹ vào bệnh viện, mẹ sẽ tự trần trong một ngày gần đây. Bà nói, họ đưa mẹ đến đây. Lần nữa, con nói mẹ muốn về nhà hay mẹ muốn đi nơi nào khác? Bởi vì con luôn nói với bà về cảnh giới bên kia. Mẹ muốn về nhà. Con nói được, như vậy mẹ biết phải làm gì. Cho nên con đến và nói bác sĩ, có chuyện gì không? Ông ta nói, tất cả cơ phận của bà không vận hành tốt. Con nói, ông có thể cho bà thứ gì đó để ổn định bà, để chúng tôi có thể đưa bà về nhà. Nếu qua đời, bà qua đời tại nhà bởi vì bà muốn ở nhà. Ông nói được, chúng tôi có thể làm vậy. Rồi họ làm vậy. Bà về nhà. Một tuần sau, bà đi bộ quanh và tự nấu cho mình. Rồi chuyến đi sang Thái Lan. Con ở đó 5 tháng. Rồi tình cờ con muốn đi Đài Loan, Formosa. Và khi đó, sư phụ có cuộc bế quan, cho nên con cũng đến đó.
trong lúc con đi xa. Họ lại gọi con lần nữa và nói lần này chắc chắn bà sẽ tự trần. Con nói được, tôi sẽ về đó. Do đó con thay đổi kế hoạch và trở về. Họ chụp quang tuyến. Và ngay khi gặp con, bà bắt đầu mỉm cười. Và mọi người chung quanh nói, ba ngày rồi, bà như chết. Bây giờ anh đến, bà bắt đầu mỉm cười. Con nói phải, bà biết tại sao tôi đến đây. Rồi con lại đặt cùng câu hỏi, mẹ muốn ở đây hay mẹ muốn đi? Đây là lần thứ ba. Suy nghĩ kỹ mẹ muốn làm gì. Bà bắt đầu cười nhiều hơn. Dù thế nào, họ chụp quang tuyến gì đó. Và rồi đưa bà lên lầu ở đó với bà. Khi con lên đó, bác sĩ lại lần nữa cũng nói giống như ba năm trước. Ông nói cơ phận của bà chỉ làm việc có 5%. Ông nói chúng ta có thể cho bà thứ này thứ kia. Con nói xin ông đừng cho bà dùng thứ gì cả. Tôi sẽ hỏi xem bà có muốn thứ gì không. Sau đó ông sẽ cho. Nếu bà nói không thì thôi. Ông nói được. Vì thế con đến bên mẹ con lúc đó, bà đã khá hơn nhiều so với những ngày trước. Con nói, họ muốn cho mẹ dùng thuốc để giữ mẹ sống. Con xin hỏi mẹ, bất cứ gì mẹ muốn thì hãy làm. Và nếu mẹ muốn tiếp tục sống, họ sẽ cho mẹ thuốc. Nếu mẹ muốn về nhà và đi theo con đường mẹ muốn thì chúng ta có thể đi. Mẹ muốn về nhà thêm lần nữa. Cho nên con trở lại vị bác sĩ và nói, bà nói bà không sao theo cách như vậy. Và con muốn bất cứ thuốc men hay gì cả. Như vậy anh chịu trách nhiệm. Vâng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hai ngày sau, chúng con đưa bà về nhà và ở trong viện dưỡng lão vào lúc đó. Bà rất vui vẻ khi gặp những người khác. Cho nên lúc đó, con để ý có điều gì đó đến bên trong con. Con biết đã đến lúc, nên con bắt đầu nói với bà mạnh hơn lúc trước một chút. Vì vậy con nói, mẹ có nhớ khi mẹ nói với con rằng mẹ sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Bà nói với con, mẹ biết. Bà nói, mẹ đến một nơi đẹp vô cùng, mẹ không muốn trở về. Cho nên con nói, vậy tại sao mẹ trở lại? Bà muốn gặp con. Bà thật nhẹ nhàng, thật sung sướng. À, con nói, vậy mẹ có thể ở lại đó. Bà nói, mẹ không thể đi thiếu con. Dĩ nhiên, tấm lòng người mẹ. Thật tiếc, con nói với bà, mẹ biết rằng con ở đó với mẹ. Bất cứ nơi nào mẹ đến, mẹ biết rằng sư phụ con ở đó với con. Và nếu sư phụ con ở đó, mẹ ở đó và con ở đó. Cho nên dù thế nào lúc đó, điều đó đến với con từ sự giúp đỡ của sư phụ và Chúa Giêsu và Sawan Singh. Cả ba vị đều nói, bà không còn bao lâu nữa. Và vì vậy, con cứ chờ. Đến một điểm, con gần như để ý sự khác biệt rằng lúc trước bà phấn đấu và bỗng nhiên bà bắt đầu không phấn đấu nữa. Chấp nhận điều đó. Lúc đó, con nói bên tai bà là, hãy nhớ những điều chúng ta đã nói. Bởi vì con luôn nói với bà, cảnh giới bên kia tốt đẹp thế nào? Phải. Bà không nói được nữa. Cho nên khi con biết bà đã ra đi, 3 giờ sau, em gái con gọi con và nói bà đi rồi. Con không khóc, không khóc. Quý vị biết rồi, con đã biết rằng bà sung sướng, nhưng bà lúc trước không thể xả bỏ, hiểu. Khi bà vui sướng thì khi đó bà có thể xả bỏ, phải chỉ vậy thôi. Con phải nói câu cảm tạ sư phụ rất nhiều. Không sao, đó đều là quý vị làm. Con xin lỗi nếu mang đến sư phụ quá nhiều phiền phức. Không, không sao. Đó đều là việc của quý vị. Nếu quý vị tu hành tốt, ta đã nói với quý vị, năm đời của quý vị cũng sẽ được lợi ích. Mọi người, cả gia đình con đều lợi ích. Ngay cả người không muốn nghe theo con về trường chay, họ vẫn được giúp đỡ. Cũng được giúp đỡ. Con có thể thấy điều đó bởi vì sự quan hệ của quý vị. Con muốn cương quyết theo Ngài. Bất kể chuyện gì xảy ra. Như vậy tốt. Nghe rất hay. Dĩ nhiên, quý vị nhớ cha mẹ, tôi hiểu. Tôi cũng nhớ cha mẹ tôi. Quý vị sẽ thấy họ, đừng lo, mỗi khi chúng ta sẵn sàng, chúng ta sẽ thấy họ. Đời sống này, dù sao cũng không vĩnh cửu, chúng ta đều phải ra đi. Xin cảm ơn sư phụ đã ban cho con cơ hội để hỏi. Trước khi đặt câu hỏi, con có thể nghiệm trong thiền định. Xin được trình bày trước khi đặt câu hỏi. Được.
thể nghiệm thiền định của con suôn sẻ nhưng một ngày. Con được thấy điều này về hâm nóng toàn cầu. Gia đình con và con đến một nơi nào đó và rồi lũ lụt xảy ra. Quý vị thấy trong thể nghiệm, trong thiền định. Dạ phải, gia đình và con đến một nơi bỗng nhiên thấy thủy triều dâng cao, lũ lụt rất cao, dạ phải. Chúng con tìm cách tránh, con niệm năm hồng danh. Rồi vài sư huynh sư tỷ cứu thoát chúng con, cùng đi thật cao lên trên núi. Sau đó con tỉnh dậy. Con nghĩ có thể khắp thế giới họ đang nói về hâm nóng toàn cầu. Có thể con nằm mơ. Và ban ngày, con thấy điều đó trên truyền hình. Cho nên sau đó, con tọa thiền lại và con thấy y như vậy, tình cảnh giống nhau. Và lần này con thấy Ngài. Con thấy Sư Phụ trên cao, rất rất cao. Ngài đưa từng đệ tử đến. Con không biết nơi nào, nhưng con thấy một mặt trời và hai mặt trăng. Sau khi thoát khỏi nơi đó, chúng con khóc vì thấy rất nhiều người bị chết trong lũ lụt và lửa chung quanh. Dạ, vì vậy con rất buồn đến vài ngày. Chúng con biết Sư Phụ và tất cả sư huynh sư tỷ trong đoàn thể và các nhóm khác cố gắng lên tiếng về nạn hâm nóng toàn cầu. Nhưng các khoa học gia nói chính phủ không chịu nghe họ. Vì vậy, có lẽ trong vài năm, điều này có thể xảy ra. Cho nên câu hỏi là, nếu tất cả chính phủ trên thế giới không nghe theo khoa học gia hoặc chưa nghe theo sư phụ, chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng sinh trong tương lai? Chuyện gì sẽ ra? Quý vị sẽ thấy việc gì xảy ra. You will see what happened. Okay. Yes. Tôi không muốn nói có hay không ngay bây giờ. I don't want to say yes or no. Tôi hy vọng không sao. Right. I hope it's, tôi hy vọng họ sẽ thay đổi. I hope tôi đang chú tâm vào việc đó. And I'm fixing my attention. Tốt hơn là nên đặt sự chú ý vào sự khẳng định. Nếu không, nó sẽ xảy ra như điều quý vị thấy. Không những lũ lụt mà còn lửa từ núi lửa ẩn trong lòng đất cũng sẽ nổ tung. Và khó trốn khỏi cả hai. And it's difficult to hide from both. Còn có sự xói mòn. And also erosion. Rất nhiều thứ. Không chỉ vậy, bệnh tật, thiếu nước, the diseases, yeah? Shortage of water. Và người ta có thể chết dần mòn và đau đớn. Tôi chỉ hy vọng ngày đó sẽ không đến. And I just hope that they hoặc ít nhất đối với đa số nhân loại rằng họ sẽ thay đổi nếp sống. That they will change their way of life. Vì chỉ có đi theo thiên đạo, because only walking in họ mới tìm được sự an toàn that they will find và bảo vệ. Safety and protection. Không có gì khác có thể giúp họ trong thời gian cấp bách này. In this time of urgency. Đó là lý do tôi cứ nói với họ, phải nhân từ, phải trường chai, tránh xa máu đỏ, tránh sát sanh, tránh xa hành động giết hại hoặc hỗ trợ việc đó. Vì khi người ta ăn thịt thật là đáng thương, họ không biết họ đang ăn gì. Họ biết nhưng không thật sự nghĩ nhiều về nó. Thịt đã được làm sẵn, cắt ra từng mảnh đặt trên bàn của họ. Vì phần lớn họ không nhận thức biết bao đau khổ phía sau miếng thịt này nên cứ tiếp tục ăn. Dù họ không tự mình giết thú vật, nhưng cộng nghiệp xấu, họ vẫn phải gánh chịu. Nhưng vì họ viện cớ rằng họ không biết, họ chưa thật sự được giáo huấn về mặt tai hại của thịt và không chỉ về vật chất, mà còn khía cạnh tâm linh, tinh thần, cảm xúc, mọi thứ cho linh hồn. Họ thật sự chưa được giáo huấn về điều đó. Cho nên, dựa vào lý do đó, thiên đàng vẫn khoan dung và chờ đợi họ thay đổi. Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi. Do đó, chúng ta đang làm tối đa để truyền tin, nói cho họ biết về sự thật về thịt. Vì vậy, chúng ta hy vọng họ có thể sớm hiểu được
understand it soon. Bằng không, okay? Sẽ như quý vị thấy là tệ hơn. It will be like what you saw and nếu quý vị thấy thể nghiệm hai hoặc ba lần, vision, two times, đó là thể nghiệm thật. That is a true chỉ là thấy trước chuyện sắp xảy ra. Nhưng chúng ta cố gắng but làm tối đa để xóa nhỏ hậu quả ấy. Erase that. Vẫn có thể thay đổi. It can change still, yes? Hoặc có thể chúng ta không thay đổi được toàn bộ, và có lẽ thể nghiệm quý vị sẽ xảy ra chỉ ở một số nơi trên thế giới, không phải toàn thế giới. Đó là điều tôi đang hy vọng. Hiện giờ cũng quá muộn để cứu cả tinh cầu. Hiện giờ cũng quá muộn để cứu mọi người trên địa cầu. Chúng ta cứu được một số. Chỉ nếu họ quay trở lại. Nếu họ quay lại một bước, thiên đàng sẽ tiến đến họ 99 bước. Đây là lúc được gia ân, nhưng không kéo dài mãi, có thể được quản lại một lúc do sự can thiệp của thiện nhân, người tu hành, người nhân ái như chính quý vị, như các sư huynh sư tỷ quý vị đây, cầu nguyện để được ân điển cho người khác, phải có thể được kéo dài một thời gian, quản được một thời gian để họ có cơ hội quay lại, nhưng không thể kéo dài mãi. Thật đáng buồn đối với số người không được giáo dục về điều này và được dạy bảo ngược lại. Vì vậy, tôi cảm thấy tiếc cho nhân loại. Họ không biết họ đang làm gì. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Hẹn gặp lại quý vị. See you. Hẹn gặp lại sư phụ.